Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chỉ một cái bí quyết đơn giản nè để làm bắp rang bơ thành công ngay lần đầu luôn. Bắp nổ đều, không có bị cháy khét nè. Hạt bắp nó nổ bung rất là ngon và thành công, rất là dễ luôn á. Mời các bạn xem video để biết cách làm và cũng như đăng ký kênh để nhận những video mới nhất mỗi ngày của mình nha. Mình chuẩn bị bắp. Đây là bắp khô thì mình dùng 200g. Các bạn tìm mua trong những chỗ mà bán đường bột làm bánh á. Mình nói bắp rang bơ là người ta bán nha. 100g là 5.000 á. Đây mình dùng 200. Tiếp theo thì mình dùng 150g đường. Thì mình thấy phần đường này là vừa ngọt á. 100g dầu ăn. Và 50g bơ. Thì mình dùng là 2 dầu và 1 bơ cho nó ngon. Rồi bắt cái nồi lên trên bếp, các bạn để lửa nhỏ ha. Và chọn cái nồi hơi to một chút để bắp nó nổ đều. Rồi mình sẽ cho hết dầu ăn vô. Và cho phân nửa bơ vô ha. Mình chừa lại một nửa một chút nữa mình sẽ làm sao. Và nó vừa hơi nóng nóng thôi. Các bạn sẽ cho bắp vô luôn ha, không cần phải sôi. Mình cho bắp vô như vậy á, khi mà dầu nó còn nguội á thì làm cho hạt bắp của mình nó nổ đều một chút nữa, nó không có bị cháy. Và mình sẽ khuấy đều. Các bạn vẫn để lửa vừa thôi, không cần lớn mà cũng không có nhỏ. Lúc này mình cho vô á, dầu nó sẽ sôi lên và hạt bắp lúc này nó sẽ nóng. Các bạn cũng khuấy đều để cho dầu á, nó tiếp xúc đều với bắp. Các bạn để lửa nhỏ ha. Khi mà thấy bắp bắt đầu nổ thì mình để lửa thiệt là nhỏ luôn để cho nó nổ đều. Và mình cũng khuấy đều. Đó, bắt đầu nó nổ rồi đó. Thì thời gian mà dầu nó nóng sôi đến khi nổ bắp cũng khoảng 5 phút á. Đậy nắp lại để không thôi nó nổ, nó văng tùm lum ra ngoài. Và để lửa nhỏ, bắp sẽ tự động nổ bung. Sau khi mà các bạn thấy bắp nó hết nổ rồi thì mình tắt bếp luôn. Lúc này thì mình dỡ nắp ra nè. Bắp nó nổ đều đầy nồi luôn. Nổ hết luôn rồi đó. Rồi mình sẽ lấy bắp ra, cho qua một bên. Tiếp tục cái nồi còn nóng á, mình cho một phần bơ hồi nãy còn chừa lại. Phần nữa mình cho vô luôn. Rồi bắt đầu bơ nó chảy ra ha. Các bạn sẽ cho đường vô. Mình sẽ làm với cái cách này á thì bắp của mình nó nổ đều nè. Đường thì nó áo đều vô trong bắp. Làm vậy á, bắp của mình nó không có bị cháy. Và mình khuấy đều. Thì cho vô đây thêm tí xíu nước nữa để cho đường nó tan ra. Rồi mình cũng để lửa vừa thôi cho đường nó tan. Khi mà mình thấy nó sôi lên vậy nè, đường nó tan hoàn toàn là được rồi, mình tắt bếp, không có để lâu, để lâu đường nó bị đắng. Rồi mình sẽ đổ vô trong cái bắp nè. Rưới cho nó đều lên. Cái hỗn hợp nước đường nó còn nóng thì các bạn xóc đều lên ha, để cho bắp nó ngấm đều. Đường và bơ lúc này nó dậy lên cái hương rất là thơm. Các bạn xóc và mình đảo cho thật là đều. Làm vậy á, cái hạt bắp nó giòn và nó áo đường đều, nó ngon lắm. Thơm bơ nữa. Đây mình làm xong hết rồi nè. Các bạn vừa trộn đều ra thì bắt đầu bắp nó sẽ giòn. Giòn và nó thơm. Ngọt ngọt nè, mình thấy độ ngọt vậy là vừa á. Ngọt quá thì nó cũng ngán. Và bắp này khi mà nó nguội rồi các bạn cho vô trong bọc liền ha. Để mình buộc cho nó chặt á, làm vậy mình ăn được lâu, nó không có bị mềm. Các bạn để vô ngăn mát tủ lạnh á. Mình thấy mình để vô lạnh lạnh á, nó giòn ngon lắm. Cho vô túi như vậy. Rồi, mình được bao nhiêu đây nè? 3 bọc to đùng luôn.
ăn bao nhiêu thì các bạn lấy ra, phần còn lại thì mình để yên vậy ha. Ngon lắm luôn á. Và đơn giản dễ làm nữa. Chúc các bạn thành công với món bắp rang bơ không cần phải đi mua. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ video ủng hộ mình nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.